Sau Tết Nguyên Đán luôn được đánh giá là thời điểm thị trường ô tô trầm lắng nhất trong một năm. Đặc biệt năm nay dịch bệnh đang diễn biến khá phức tạp khiến sức mua càng bị trứng lại. Vì lẽ đó, để kích cầu, thu hút sự chú ý của khách hàng, một vài hãng xe đại lý đã bắt đầu tung ra những gói ưu đãi, giảm giá xe khá hấp dẫn. Theo ghi nhận hiện một số đại lý chính hãng xe Ford đã công bố giảm giá tiền mặt lên đến 50 triệu cho hai phiên bản Titanium một cầu và Titanium hai cầu thế hệ mới 2021. Ford Everest thế hệ mới 2021 khi vừa ra mắt thị trường cuối năm 2020 đã bị đánh giá là không có quá nhiều điểm tích cực khi mà nhà sản xuất đã cắt giảm khá nhiều trang bị so với bản cũ. Trong khi đó, giá xe khá đắt trong phân khúc SUV cỡ chung. Với đợt giảm giá này, giá xe Ford Everest Titanium 1 cầu và Titanium 2 cầu tại đại lý lần lượt là 1 tỷ 131 triệu và 1 tỷ 349 triệu. Mức giá này đang khá cạnh tranh trong phân khúc khi rẻ hơn bản 2.8 AT của Toyota Fortuner, hiện có giá 1 tỷ 388 triệu và ngang với bản diesel AT cao nhất của Mitsubishi Pajero Sport có giá 1 tỷ 345 triệu. Không kém cạnh, mẫu xe MG ZS bản cũ nhập khẩu Trung Quốc hiện cũng hạ giá đến 50 triệu ngay sau khi bản nhập Thái xuất hiện. Cụ thể, mức giảm được đại lý đưa ra là 48 triệu tiền mặt và gói phụ kiện, thẻ bảo dưỡng trị giá 20 đến 50 triệu tùy nơi. Hiện tại, một số đại lý chào bán MG ZS bản tiêu chuẩn ở mức 460 đến 480 triệu, giảm sâu đáng kể so với giá niêm yết ban đầu của xe là 518 triệu đồng. Đây được xem là động thái xả hàng tồn khi thời gian qua, mẫu MG ZS nhập khẩu Trung Quốc dường như không được khách mặn mà. Ở phân khúc B gầm cao, MG ZS có một số ưu thế về giá cũng như trang bị trên xe. Tuy nhiên, thương hiệu yếu và sản phẩm mới vào thị trường cùng xuất xứ là điều khiến nhiều khách hàng Việt Nam vẫn còn cân nhắc trong việc chọn mua. Cùng với hai mẫu xe nói trên, trong tháng 2 này, Mitsubishi Việt Nam cũng nhập cuộc kích cầu với các động thái khuyến mại cho nhiều dòng xe bắt đầu từ ngày 16 tháng 2 cho đến hết ngày 28 tháng 2. Nếu như các mẫu xe khác chỉ nhận được ưu đãi quà tặng từ 8 đến 15 triệu thì phiên bản mới Mitsubishi a CVT Premium 2021 vừa ra mắt hôm qua đã được hãng xe Nhật Bản tặng 50% lệ phí trước bạ riêng bản CVT được tặng thêm bộ phụ kiện tương đương trên dưới 25 triệu. Phiên bản này có giá 485 triệu và là đối thủ cạnh tranh với Hyundai Elsen, Toyota Vios. Ở phiên bản 2020, hai mẫu hiện hành A, G, C, V, CVT và MT có doanh số ở mức trung bình, chỉ bán được 275 xe đến tay khách hàng trong tháng 1. Ở phân khúc xe sang, Mercedes-Benz Việt Nam cũng kéo dài hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho các dòng xe C-Class, E-Class và S-Class trong 2 tháng đầu năm 2021. Tuy nhiên, ưu đãi này chỉ áp dụng với những xe sản xuất năm 2020 và điều kiện là khách phải trả thẳng 100% tiền mua xe và nhận xe trong khoảng thời gian trên. Những động thái trên cho thấy một xu hướng giá xe năm 2021 có thể sẽ tiếp tục giảm cho đến khi dịch bệnh lắng xuống và sức mua hồi phục. Xe cộ, xe cộ, ZZ.